khai trừ khỏi Đảng Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang. Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp về chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: 1. Đối với đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, có nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai. Những vi phạm của đồng chí Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm, không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Mạnh Cường. 2. Đối với đồng chí Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thế Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và lực lượng Bộ đội Biên phòng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thế Anh. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3. Chiều nay ngày 15 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Julius Maada Bio và đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự coi trọng và mong muốn của lãnh đạo Sierra Leone tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra vào những ngày đầu năm 2022 và trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1982-2022. Chúc mừng những thành tựu trong duy trì ổn định phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội của Sierra Leone dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Julius Maada Bio. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Sierra Leone sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sớm đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn 2019-2023. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Sierra Leone trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị ngoại giao ngày càng gắn bó và hiệu quả, đặc biệt thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước lần này. Ở cấp độ đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí tại các diễn đàn, tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc.
Về kinh tế, trước các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương dù còn khiêm tốn nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng từ 17 triệu đô la Mỹ năm 2018, tăng 3 lần lên 51,5 triệu đô la Mỹ năm 2021. Hai nước cũng triển khai hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và đầu tư. Hai nhà lãnh đạo nhất trí coi kinh tế là lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Hai bên thống nhất cần khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của hai nền kinh tế. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết triển khai nghiêm túc các thỏa thuận đạt được nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, trong đó có thương mại gạo, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maduro đã chứng kiến lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác song phương giữa các bộ ngành hai nước trong các lĩnh vực ngoại giao, nông nghiệp và thủy sản, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam, Sierra Leone. Trước đó vào sáng nay, Tổng thống Julius Maduro đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm trường đại học FPT. Theo lịch trình, Tổng thống Julius Maduro sẽ hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước không ngừng duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư. Thủ tướng đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ cảm ơn chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành ưu tiên viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, quản lý và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2024, tháng 12 năm 2021. Đề nghị hai bên phối hợp thực hiện chương trình hành động, đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, rộng mở và thực chất hơn, trước mắt là nối lại trao đổi đoàn cấp cao và các cấp khi điều kiện cho phép, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác theo hình thức linh hoạt, kể cả trực tuyến, phục hồi và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục, du lịch, văn hóa xã hội khi mở cửa biên giới. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng của chính phủ New Zealand NZS cho Việt Nam hàng năm, tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh ENTO cho cán bộ thuộc cơ quan bộ ngành của Việt Nam. Về hợp tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 30.000 liều vaccine AstraZeneca vào tháng 9 năm 2021, cũng như có nhiều đóng góp đối với công cuộc ứng phó với COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á. Đề nghị New Zealand tăng cường hỗ trợ Việt Nam cũng như ASEAN trong việc tiếp cận nguồn vaccine và trang thiết bị y tế phòng dịch, tích cực giúp Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Thủ tướng mong chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại New Zealand sinh sống và làm việc trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như hỗ trợ người Việt Nam an toàn trở về nước khi có nhu cầu. Đại sứ Judy Dobson chúc mừng chính phủ Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, sớm mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bà đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quan hệ thương mại kinh tế mang tính bổ trợ cho nhau giữa hai nước. Bà đại sứ cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo hai nước sẽ sớm thăm nhau trong thời gian thuận tiện, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên thống nhất tiếp tục ủng hộ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Luật Biển UNCLOS 1982, tích cực tham gia, đóng góp và hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông nói riêng và khu vực nói chung. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài nguồn chi thường xuyên năm 2021. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày mai 16 tháng 3. Đây là hoạt động chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15 này. Phiên chất vấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các đại biểu Quốc hội. Hai nhóm vấn đề được chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường.
Đối với lĩnh vực công thương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản. Trách nhiệm trả lời chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng các bộ trưởng trưởng ngành liên quan. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải, vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. Trách nhiệm trả lời chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các bộ trưởng trưởng ngành liên quan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là những nội dung được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phải giải trình rõ các vấn đề trước cử tri, trước Quốc hội. Mục tiêu là có được nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn sát đúng, đáp ứng được yêu cầu, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Nhà xuất bản Sự thật đã phối hợp tổ chức hội thảo tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận hai phiên với các chủ đề: những điểm nghẽn trong thị trường đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, một số định hướng chính sách lớn trong sửa đổi luật đất đai năm 2013. Trong đó tập trung làm rõ những vấn đề tồn tại kéo dài liên quan đến quản lý sử dụng đất đai như hiện tượng sốt đất ảo, chiêu trò làm giá đất, chuyển nhượng quyền sử dụng gây thất thoát tài sản nhà nước, vi phạm pháp luật về đất đai. Các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp căn cơ góp phần giải quyết các vấn đề đang nảy sinh liên quan đến đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, đất đai khi cổ phần hóa. Trên tinh thần dân chủ công khai, các đại biểu nhất trí sửa đổi luật đất đai năm 2013 để hoàn thiện hơn chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống pháp luật về đất đai. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày đóng băng bởi dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Cùng với đó, chính phủ vừa có quyết định miễn thị thực cho công dân của nhiều nước trên thế giới khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú là 15 ngày. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 32 về miễn thị thực cho công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới là vấn đề được đưa ra trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm nay tại Tổng cục Du lịch. Việc miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh Việt Nam không phân biệt hộ chiếu mới được chính phủ ban hành là một trong những chính sách thích ứng kịp thời nhằm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ ngành du lịch Việt Nam, tạo đà thuận lợi cho lộ trình mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian tới. Tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành, rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng. Bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là mục tiêu ngành du lịch đề ra trong thời gian tới. Hoạt động du lịch quốc tế cần tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế, thông qua đường không, đường bộ, đường biển, đường sắt, áp dụng với mọi đối tượng khách du lịch. Vấn đề nguồn nhân lực cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch chú trọng, đề xuất chính phủ và đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực du lịch có kinh nghiệm quay trở lại để đáp ứng nhu cầu sau khi mở cửa trở lại. Trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 90 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ ngành du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng trong năm 2022.
Tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày hôm nay. Khách du lịch có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức, hoặc đi lẻ tự chọn dịch vụ gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn, bảo đảm sự linh hoạt, thuận lợi cho du khách. Để thực hiện có hiệu quả, Ninh Bình đang tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang tính độc đáo, quảng bá du lịch với thông điệp điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, kết hợp với chiến dịch chào đón khách quốc tế trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chủ động sẵn sàng các điều kiện đón khách và có các phương án xử lý tình huống linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức cá nhân trong quá trình đón khách du lịch. Để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch quốc tế, thời gian qua, khu du lịch quốc gia Sapa, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng mọi điều kiện tốt nhất cho du khách. Cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Đây là cách mà các điểm du lịch tại thị xã Sapa đang nỗ lực triển khai để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước sau một thời gian dài ngành du lịch bị đóng băng. Chúng tôi cũng đang cố gắng, thứ nhất là làm lại việc giá với các bên inbound. Thứ hai nữa là về mặt nhân sự thì chúng tôi cũng đã tuyển dụng từ trước Tết rồi. Và tuyển dụng thì sẽ tuyển dụng dần dần từng bước. Khi mà cái lượng khách quay trở lại, tùy theo cái lượng khách quay trở lại, thì chúng tôi sẽ cập nhật cái lượng nhân sự đó đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và vẫn đảm bảo được cái doanh thu và chất lượng của khách sạn. Thị xã cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện từ cơ sở hạ tầng, các cái hạ tầng về thương mại du lịch, cũng như là các cái sản phẩm du lịch và cái không gian để phát triển du lịch, để chúng ta có thêm những cái sản phẩm du lịch cũng như là phục vụ cho du khách. Khi mà du khách sau 2 năm không được đến Sapa thì quay trở lại thì có những cái sự khác biệt cũng như là có những cái sản phẩm mới. Ngành du lịch đã tập trung làm mới, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức các sự kiện độc đáo, hấp dẫn du khách, tăng cường kết nối các thị trường trọng điểm, các hãng lữ hành lớn để thu hút khách, trên cơ sở bảo đảm an toàn cho khách và điểm đến. Đối với Lào Cai thì luôn luôn có một cái sự đi trước, đặc biệt là chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ban hành những cái chính sách cho hỗ trợ phát triển du lịch, xây dựng các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của Lào Cai và làm mới các sản phẩm du lịch. Các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành cũng luôn luôn quan tâm trong việc duy trì cái đội ngũ trong cái thời gian gián đoạn do Covid. Cho nên ở thời điểm này, khi nếu được đón khách thì Lào Cai cũng đã có một cái sự sẵn sàng rất cao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lào Cai đang nỗ lực để có thể đón khách quốc tế thuận lợi, từng bước đưa ngành công nghiệp không khói phục hồi, thực hiện thắng lợi mục tiêu đón 4 triệu lượt khách trong năm nay. Tiếp theo chương trình: gia tăng người tái nhiễm sau khi khỏi COVID-19. Lào Cai chỉ đạo xử lý vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với vị trí trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt trong xây dựng, phát triển thành đô thị xanh, văn minh hiện đại. Lộ trình tổng thể xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị thông minh theo 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2022, xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh và triển khai một số lĩnh vực ưu tiên. Giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2025, mở rộng triển khai đô thị thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, thu hút xã hội đầu tư phát triển đô thị thông minh. Giai đoạn 3 với tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Cần Thơ trở thành một thành phố thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, tham gia vào chuỗi liên kết thành phố thông minh, là hạt nhân đầu tàu của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong chuỗi liên kết đô thị thông minh cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn. Trung tâm dữ liệu của thành phố thì bảo đảm duy trì phục vụ cho việc vận hành các cái hệ thống dùng chung của thành phố như là cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử, rồi bảo đảm an toàn thông tin mạng, rồi tổ chức thí điểm triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng SOC và kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, kinh phí thực hiện là hơn 1.011 tỷ đồng, đề án tập trung triển khai trên 10 lĩnh vực trọng điểm. Hiện nay là các ngành đã thực hiện triển khai
bám sát các nội dung theo đề án của từng giai đoạn, từng ngành. Theo lộ trình đó thì thành phố sẽ tập trung xây dựng các cái lĩnh vực trọng tâm để đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin và một số cái lĩnh vực trọng điểm có cái định hướng để thúc đẩy mạnh mẽ. Tỷ lệ đô thị hóa của Cần Thơ hiện đạt khoảng 71,5%. Thành phố đã và đang triển khai thực hiện chương trình phát triển theo hướng đô thị tăng trưởng xanh và đô thị thông minh, đạt được các kết quả khả quan và nhiều dự án thu hút đầu tư hướng đến phục vụ người dân và du khách ngày một tốt hơn. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên vẫn còn dư địa tăng trưởng khi nhiều yếu tố tích cực đang được duy trì. Đây là nhận định đưa ra tại buổi tọa đàm nhận diện cơ hội thị trường chứng khoán năm 2022 được tổ chức vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, xuất phát từ nhiều yếu tố cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tiếp tục giữ ổn định, dòng tiền nhiều khả năng vẫn tiếp tục được thu hút vào thị trường. Số lượng tài khoản mở mới liên tục gia tăng trong thời gian qua và hiện mới chiếm khoảng 4,7% dân số, cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư. Dù là chúng ta vẫn có đối diện với nhiều thách thức và thậm chí là có thể sẽ có những cái phiên tăng giảm rất mạnh, đan xen lẫn nhau. Nhưng mà nhìn chung là thị trường vẫn tiếp tục có những cái dư địa phát triển và nhà đầu tư vẫn còn tiếp tục quan tâm đến thị trường và cái kênh đầu tư vào thị trường chứng khoán vẫn tỏ ra là một cái kênh có sức hấp dẫn đáng kể so với các cái kênh đầu tư khác trên thị trường hiện nay. Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tích cực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chung và dài hạn, hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường, hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và giao dịch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Ai rồi cũng trở thành F0. Đã tiêm vaccine, đã khỏi bệnh thì sẽ bất tử với Covid-19. Những quan điểm sai lầm khiến cho số ca mắc mới Covid-19, nhất là số ca tái nhiễm liên tục gia tăng. Bên cạnh đó là tình trạng chủ quan, lơ là không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 đã không ngừng tăng cao trong những ngày qua. Đáng chú ý là có không ít các trường hợp tái nhiễm sau khi khỏi bệnh. Theo các chuyên gia y tế, thì những người đã nhiễm các chủng cũ thì khi gặp biến chủng Omicron, khả năng tái nhiễm sẽ rất cao. Khái niệm bất tử khi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine và khỏi COVID-19 là hoàn toàn sai lệch. Có người đã tiêm, đã khỏi bệnh nhưng vẫn tái nhiễm đến lần thứ 2, lần thứ 3 và có triệu chứng không hề nhẹ. Từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau, cháu bé 8 tuổi ở Hà Nội này đã tái nhiễm lần 2. Những kỹ năng tự theo dõi sức khỏe khi cách ly trong phòng được bé thực hành thông thạo. Lần đầu thì cháu thấy rất là mệt, sốt cao, đau đầu. Còn lần này cháu chỉ hơi mệt, nạt mũi, rát họng thôi ạ. Những người thân trong gia đình cháu bé cũng không tránh khỏi việc nhiễm bệnh. Nếu như trước đây họ không tin vào tình trạng tái nhiễm, thì giờ đã không khỏi lo lắng. Cháu cũng cảm thấy rất là mệt khi mà bị nhiễm bệnh. Thì cháu cũng lo là nếu như mà khi mà cháu khỏi rồi thì cháu có bị lại lần 2 hay lần 3 nữa không? Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân để lý giải tình trạng tái nhiễm COVID-19. Ở mỗi người, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra cũng khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, bệnh nền. Do đó, nếu kháng thể không đủ mạnh, khi người khỏi bệnh chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thì khi tiếp xúc với F0 mang biến chủng mới, sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Những cái người đã nhiễm những cái chủng cũ, ấy, mà khi đối diện với Omicron thì khả năng mà bị tái nhiễm là rất cao. Có những người thì chỉ có vừa mới khỏi sau khi mà nhiễm cái chủng trước đây, tức là chủng Delta, thì chỉ trong vòng có một tháng thôi lại bị tái nhiễm với Omicron. Và cái điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì cái miễn dịch bảo vệ đối với cả Delta nó không làm việc đối với cả Omicron. Hiện số lượng bệnh nhân bị tái nhiễm COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Nếu các biện pháp phòng chống dịch không được thực hiện nghiêm túc thì khả năng mắc bệnh sẽ rất cao. Vâng, thưa quý vị, những người khỏi COVID-19 thường có tâm lý chủ quan, cho rằng mình đã bất tử nên không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
khiến khả năng tái nhiễm và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao. Tình trạng này hiện đang khá phổ biến ở nhiều địa phương. Ngay cả ở những tỉnh thành có số ca mắc tăng cao liên tục nhiều tháng liền, thì người dân vẫn mang tâm lý, ai rồi cũng sẽ trở thành F0, nên đã lơ là chủ quan không thực hiện các quy định phòng dịch ở nơi công cộng. Đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, thậm chí là không đeo, vẫn tụ tập đông người với tâm lý, đã tiêm vaccine thì không lo dịch bệnh, ai rồi cũng trở thành F0. Đó là những gì đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trong khi nhiều ngày nay, số ca mắc COVID-19 ở thủ đô liên tục tăng cao và phần lớn đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tôi thấy là vẫn còn tồn tại những người không đeo khẩu trang, nên là cũng rất là lo lắng. Cái việc mà người dân chưa thực hiện đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang đúng cách tại các điểm công cộng vẫn diễn ra thường xuyên và trên địa bàn, đặc biệt là ở các chợ, các bến xe, các công viên. Hiện số lượng bệnh nhân bị tái nhiễm COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Nếu các biện pháp phòng chống dịch không được thực hiện nghiêm túc, thì khả năng mắc bệnh sẽ rất cao, dù là mới nhiễm hay tái nhiễm. Khi lây nhiễm, virus có cơ hội được biến đổi và nó sẽ biến ra cái chủng mới hơn, nguy hiểm hơn và lây nhiễm dễ dàng hơn. Đấy chính là cái lý do tại sao chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng dù chúng ta có nhiễm rồi, thì chúng ta cố gắng tránh để chúng ta không bị tái nhiễm. Chúng ta đang ở giai đoạn bình thường mới, tiến tới xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng chống dịch. Người dân không tuân thủ nghiêm vẫn sẽ chịu chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật. Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 3 đến 16 giờ ngày 15 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 175.480 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có thêm 111.164 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 68 ca tử vong được ghi nhận. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 6.552.918 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 3.383.142 ca. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện và thu giữ lô hàng hóa số lượng lớn bao gồm kit test COVID-19, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lô hàng hóa tại kho C5H19, khu vực Cảng Hà Nội, bao gồm gần 60.000 bộ kit test kháng nguyên COVID-19, trên 3.000 sản phẩm thuốc tân dược và gần 200.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tất cả đều do nước ngoài sản xuất. Trị giá lô hàng ước tính trên 10 tỷ đồng. Đây là lô hàng lớn nhất liên quan đến các mặt hàng phòng chống dịch đã được Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và xử lý từ đầu năm 2022 đến nay. Đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc 8 người bị thương trong vụ xô xát xảy ra tại thủy điện Mây Hồ, sáng nay 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã cử đoàn công tác tới làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ xô xát. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ 3 ao nuôi cá hồi của người dân địa phương nằm phía dưới đập thủy điện. Ngoài ra còn có một số mâu thuẫn khác phát sinh trong quá trình thi công làm đường hầm dẫn ống của thủy điện đi qua thôn. Ngày 15 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc chỉ đạo xử lý vụ việc xô xát tại thủy điện Mây Hồ, đồng thời xem xét nguyên nhân vụ việc và các vấn đề liên quan xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 16 tháng 3. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên quốc lộ 26 đoạn qua đèo Phượng Hoàng giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa vừa xảy ra một vụ lật xe tải khiến giao thông trên tuyến quốc lộ bị tê liệt hàng chục km. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, một xe ô tô tải chở mía lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk đi Khánh Hòa. Khi đến km 36+280 quốc lộ 26 thì bất ngờ bị mất lái lật nghiêng, toàn bộ số mía trên xe đổ tràn ra đường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn cũng khiến quốc lộ 26 ùn tắc giao thông cả hai chiều hàng chục km. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.